Chiều ngày 4 tháng 10, bà Hà Thị Anh Thư, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận tỉnh ủy Quảng Ngãi, xác nhận văn bản ký xác nhận ca sĩ Thủy Tiên về hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Ngãi 14 tỷ đồng là do mình ký. Theo đó, vào cuối tháng 11 năm 2020, Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng nề do bão số 9 và lũ lớn. Đoàn ca sĩ Thủy Tiên có liên hệ với tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ bà con. Tiếp sau đó, chính quyền địa phương chọn những hộ thiệt hại nặng nhất và lập danh sách từ các xã. Khi đoàn ca sĩ Thủy Tiên về đã hỗ trợ trực tiếp cho 2.620 hộ dân, việc hỗ trợ này có sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có lãnh đạo chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, bà Thư cho biết. Giải thích việc chỉ trong một ngày, đoàn ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ đến 2.620 người khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi. Bà Thư cho biết không phải đoàn ca sĩ Thủy Tiên đi đến từng huyện mà 2.620 hộ dân ở các huyện tập hợp về huyện Mộ Đức và ca sĩ Thủy Tiên chỉ đến địa điểm này trao tiền hỗ trợ cho người dân. Tính minh bạch của số tiền hỗ trợ là chính xác bởi cán bộ địa phương tham gia đếm tiền, phía ca sĩ Thủy Tiên trực tiếp trao tận tay người dân. Để tránh thiếu sót, các xã, phường, thị trấn chọn người dân và chính quyền các huyện tổ chức xe đưa người dân đến huyện Mộ Đức nhận hỗ trợ. 2.620 hộ dân đều được phát phiếu khi nhận tiền, phiếu này sẽ thu lại. Lý giải cho việc trong xác nhận của Ban dân vận tỉnh ủy Quảng Ngãi, số tiền đoàn ca sĩ Thủy Tiên trao là 14 tỷ đồng, với số tiền được xác định là 5 triệu đồng một người. Như vậy, số tiền trao cho 2.620 người chỉ là 13,1 tỷ đồng, bà Thư nói. Ngoài những người dân nhận 5 triệu đồng, có 20 hộ bị sập nhà nhận số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng từ đoàn ca sĩ Thủy Tiên. Cũng theo bà Thư, danh sách các hộ dân nhận tiền từ đoàn ca sĩ Thủy Tiên tại các địa phương đều lưu giữ cụ thể. Vừa qua, công an tỉnh Quảng Ngãi nắm thông tin dư luận có làm việc với ban dân vận, phía ban cũng cung cấp đầy đủ các thông tin giấy tờ liên quan. Bà Thư khẳng định tại tỉnh Quảng Ngãi, số tiền đoàn ca sĩ Thủy Tiên trao là chính xác và có đầy đủ giấy tờ đối chứng cũng như xác minh từng hộ dân cụ thể. Thậm chí trong quá trình đếm tiền, có người dân được trao nhầm 5,5 triệu đồng đã đến trả lại. Về những thông tin dư luận cho rằng, tại Quảng Ngãi đoàn ca sĩ Thủy Tiên không trao đồng nhất, có người trao 5 triệu và có người chỉ trao 1 triệu, 2 triệu, bà Thư cho rằng không chính xác. Tất cả người dân đều nhận được 5 triệu đồng một người, chỉ có 20 người nhận 50 triệu đồng vì thiệt hại quá lớn.